Hai gia đình thì hôm nay là bên họ
là theo cái sự là trình bày của hai cháu, tức là Việt và Tiến, quá trình hai cháu đã sinh hoạt lâu và hiện nay mình nói là nó thật sự yêu nhau rồi. Thì đã trình bày với hai cha mẹ thì hôm nay là được sự đồng ý của họ ngoài cũng như gia đình bên ngoài có kẻ hội đồng chúng tôi được đăng lời vật đến để là xin làm cái lễ đính hôn ban đầu để cho hai cháu được cái là chắc chắn thêm và vững vàng cũng như cùng xây dựng lại hạnh phúc tương lai của hai cháu. Thì xin xin hai cháu ra đây ra đời mới đang chờ đôi ta, vui lên
xanh mãi đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ cho quên đi bao ngày mong nhớ rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn một cuộc đời mới đang chờ đôi ta.
trong mơ. Ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi mình tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đắp xây ngày mai. Tuyệt vời.